Vân Khương xin thân ái mến chào quý vị khán thính giả. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Khương thay mặt cho Việt Vismore xin được hân hạnh gửi đến quý vị một cái sản phẩm mới, đó là Puritan và dòng thuốc nhỏ mắt có thể giúp cho mắt của quý vị bớt khô, bớt rác, cũng như là khi quý vị đeo contact lens bị đỏ mắt thì Puritan cũng có thể giúp cho quý vị khỏi bị những cái chứng đỏ mắt và đau mắt. Và ngày hôm nay thì Vân Khương có mời lên hai nhân vật, một người đó là một bệnh nhân đã sử dụng thuốc nhỏ mắt Puritan từ lâu rồi, và một người nữa đó là manager của công ty, để có thể giải thích cũng như là chia sẻ tất cả những thông tin về công ty Puritan cho quý vị. Và thưa quý vị, lời đầu mà Vân Khương muốn gửi đến cho quý vị đó là tại sao Việt Vismore chọn để gửi đến giới thiệu sản phẩm Puritan cho quý vị. Đó là Puritan là dòng sản phẩm được hân hạnh cấp giấy chứng nhận cũng như là National Drug Code, những cái mật mã số mà chỉ có những cái loại thuốc ở Mỹ, được lưu hành ở Mỹ và được approve, được chứng nhận bởi Food and Drug Administration mới được cấp giấy phép, mới có cái mã số này thưa quý vị. Cho nên theo Vân Khương thấy, bước đầu đây là một điều mà chúng ta đều có thể tin tưởng. Và lời đầu tiên thì Vân Khương xin mời hai vị khách của chúng ta sẽ gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Please say hi to the viewers. Hello everybody. Hi. Okay. According to what I have here, you are Mr. Jason Koo, who's the general manager of the company. Yes. Please introduce yourself as well as saying hi to the viewers. Hi, my name is Jason, and I'm working for the Kardashian Corporation. The company developed the Puritan material and Puritan product, and today I'm going to introduce the recent patient who experienced the effect of the eye drop product from our company. And what's her name? Her name is Monica Kim. For what I understand, she doesn't speak any English. Yeah, I will try to translate. Yeah, translate. Okay. Thưa quý vị, đây là cô Monica Kim, là một người đã sử dụng sản phẩm Puritan từ rất lâu rồi. Đáng tiếc là cô không có nói nhiều tiếng Anh được. Cho nên là Mr. Jason Koo sẽ translate, sẽ dịch những cái lời bằng tiếng Hàn qua để quý vị có thể nghe những cái thông tin này. So, Mr. Jason Koo, please ask her, when did she start using the Puritan? 이 제품을 처음 쓰게 되신 지가 얼마나 되셨습니까? 4 months. Yeah, about 4 months, as you know. So she has been using it for 4 months. Mm-hmm. And when did she start and what did it change? What change does she feel? 처음 이 안약을 사용하면서 제일 처음에 좀 달라진 점이 느끼신 게 어떤 게 있으셨나요? 처음에요. 잘 안 보이고 흐리게 보이고 그랬었는데 이 약을 주시면서 한번 발라보라 그래서 확신을 갖지 않고서 그냥 발랐는데 처음에는 이렇게 드랍을 하니까 눈이 따끔따끔하고 이렇게 핏줄이 쓰고 그랬지만은 벌써 한 몇 번 바르니까 많이 클리어해졌어요. At the first time she was recommended to use this product, she didn't even get the confidence about the effects of the product at the first time. And as soon as she used this for the first time, she felt a little sour and a little pains in the eye and a little bit irritated. But it's overcome pretty soon, and she could find a lot brighter and clear vision. Thưa quý vị, cô vừa mới chia sẻ là mới đầu thì khi mà sử dụng Puritan thì cô thấy mắt hơi irritated, cái cảm giác mà Vân Khương nghĩ là khi mà mắt chúng ta bị có vi khuẩn, bị ngứa đỏ mà chúng ta nhỏ cái thuốc nhỏ mắt vô thì nó cũng hơi bị irritated, hơi bị rát chút xíu. Nhưng mà sau đó cái improvement, có nghĩa là cái tiến triển của mắt sẽ thấy rất là rõ. Nếu như mắt bị đỏ hoặc là đang bị cộm, đang cảm thấy mờ, nếu mà mình nhỏ đúng thuốc nhỏ mắt thì mắt của mình sẽ cảm thấy sáng lên và nhìn rõ ràng hơn, cũng như là bị bớt đỏ đi. So before the interview today, before the show today, I've asked her about her experience as well as and she has shared with me about the surgery that she was gonna have. But luckily, thanks for Puritan, she doesn't have to go through the process of the surgery anymore, the procedure anymore. Mm-hmm. 그 이 약을 쓰기 전에 먼저 인터뷰할 때 들어보니까
그 수술을 받을 생각을 하고 계셨고 계획을 갖고 계셨다던데 이제 이 약을 쓰면서 수술을 안 하게 되시고 그런 그 경 일반적인 그 쭉 지내왔던 과정에 대해서 한번 설명을 해주시죠. 저기 이 약을 쓰기 전에 저기 백내장 수술을 어포인트먼트를 했어요. 근데 총장님이 하지 말라고 수술하지 말고 이 약을 좀 써보고서 그 다음에 수술을 하라고 그래서 말씀을 듣고 그 보류를 했어요. 그러고서 이거를 썼는데 다시 가서 검사하니까 백내장을 수술을 안 해도 되게끔 됐습니다. Last fall, she reserved and applied for the surgery for the cataract. Because she, cataract? Yeah, cataract. She was suffered from the cataract, so she wanted to get the surgery. And by that time, she was also recommended to use this product. So even though she didn't get the quite clear confidence about the product, but she wanted to postpone the surgery and try that for a couple of months. And after she used the eye drops for a couple of months, she could get the examination about the eye situation. And the doctor said she doesn't have to get the surgery anymore. So she could happily didn't take any surgery on her eyes. Any kind of procedure. So to sum up, that's the most memorable experience that she had that had led her to believe in Puritan eye drop. OK. Thưa quý vị, như là Vân Khương cũng đã hỏi từ hồi nãy, trước khi chương trình thì cô cũng đã chia sẻ đó là khi mà cô 4 tháng trước cô có một cái bệnh về mắt và mắt mờ không có thấy rõ. Bác sĩ đã chẩn đoán là cô bị cataract và cần phải phẫu thuật. Và thế là cô được giới thiệu cái sản phẩm Puritan, thuốc nhỏ mắt Puritan này. Và ai khi mà nghe đến giải phẫu thì có thể là họ cũng sợ. Và bản thân cô cũng vậy. Cô rất là sợ giải phẫu cho nên là cô muốn về nhà cô thử cái thuốc nhỏ mắt này trong một thời gian thử xem sao. Thì sau một thời gian sử dụng từ tháng 9 đến khoảng tháng 12 thì cô đã cảm thấy mắt của cô sáng hơn và không có bị khó chịu, bị ngứa, cộm nữa. Và sau đó khi mà cô quay trở lại bác sĩ đã hỏi thì bác sĩ đã nói là cô không có còn cần phải phẫu thuật nữa và đây là một cái điều phải nói là diệu kỳ đối với cô, cho nên là cô mừng quá, cô muốn chia sẻ cái thông tin này đối với tất cả mọi người. Nhưng mà thưa quý vị, như quý vị đã thấy thì hồi nãy khi mà ban đầu Vân Khương hỏi thì có thể là cô cũng hơi rụt rè không biết như thế nào, nhưng mà nếu như mà đối với những người chưa có sử dụng Puritan mà nghe cái thông tin này từ cô thì chắc hẳn là mọi người cũng sẽ cảm thấy là vui mừng, là tại vì đôi khi mắt của chúng ta có hay bị đỏ, hay bị ngứa, hoặc là có những cái triệu chứng rất là khó chịu, bị khô mắt vì đeo contact lens chẳng hạn, thì chúng ta cần một cái chai thuốc nhỏ mắt đem theo mình để có thể giúp chúng ta khỏi đi những cái triệu chứng đó. Và sản phẩm Puritan đã được cấp giấy chứng nhận cũng như là NDC code, mã số National Drug Code, là sản phẩm mà cô Kim, cô Monica Kim đã tin tưởng để sử dụng và có đã cảm thấy được cái sự khác biệt trong mắt của mình và cô khỏi phải phẫu thuật. Thank you so much for the interview today. Thank you. 체질에 달라서 다르다고 얘기해 줘야죠. She last moment she wanted to comment that maybe it can be a little various upon the health condition or personalities, but still she strongly believe about the fact that she wanted to add up. Okay. Thưa quý vị, có thể là đối với mỗi người đều khác. Khi mà quý vị mới sử dụng thì nếu mà quý vị cảm thấy rát chút xíu thì có nghĩa là mắt của chúng ta đang bị có những cái vi khuẩn xấu. Vì ở trong nước Puritan thì nó có những cái thành phần diệt trừ, loại trừ đi những cái bacterial, những cái vi khuẩn có hại, và điều này đã được chứng minh từ những phòng thí nghiệm. Và mỗi người thì sẽ mỗi khác. Tuy nhiên cô tin tưởng chắc chắn rằng Puritan có những cái effect, những cái hiệu quả rất là tốt trên mắt của người sử dụng. It's time to wrap up and say goodbye to the viewers. Yeah. 닥터가 또 appointment를 의심스러워서 다시 또 하라고 왔어요. Yeah. Okay. Do you want to say goodbye to the viewers? Thank you very much. Goodbye. Thank you very much.
Vâng, thưa quý vị, những cái lời chất phát, nhưng mà chúng tôi cũng rất là vui là hai vị đã đến với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ những cái thông tin về sản phẩm mới mà Việt Face More sắp sẽ giới thiệu cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ tìm đến Việt Face More cũng như là những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Lần này là nước nhỏ mắt Puritan có những cái hiệu quả rất là tốt trên mắt để mắt có thể cảm thấy là tinh tường sáng trở lại, không bị ngứa cộm và không bị vi khuẩn xấu làm cho khó chịu nữa. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.